Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video today, I'm gonna show you how I do the monthly boss with free-to-play team. But as usual, if you think this video is helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to support my YouTube channel. Okay, so this is the team that I use for my monthly boss. It's kinda free-to-play, I would say, but the one thing about it is you have to max kill all the monster and you have to second awakening the crow. And if you have the mana laying around, you can replay friend with a mana, because a mana have cleanse, where friend just have cleanse one single target. And I'm gonna show you guys the rune pretty quick. And the tip of this monthly boss this month is have wheel on your unit, because the boss gonna put a lot of dots on your team at the first turn. So the more wheel set you have on your team, the better chance you're gonna win. And yeah, and over here Lucian, you don't need to have a lot of speed over here. You need about plus 70 speed, because the reason why I have that this much speed is because I want to use my Lucian on arena often, so that's the reason why. So okay, now let's get into it. Okay, so one thing really important about how to beat this monthly boss that I haven't told you guys, that you guys need to have to speed tune Lauren to move before Crow. And with the wave 1, as you can see over there, I just go ahead and try to kill off the Light Yeti and then kill off the 2 Water Barbara King, and lastly I'm gonna kill off the Skogar. So the second wave with those 2 boss like this, I always try to attack the left bot first, because easy to bring his HP down. In the meantime, I'm trying to slow down and attack break the right boss, because he is like defense type. So when you control the HP of the right and the left, it need a little bit practice, because I know practice make perfect. I think you should be good to go and kill them off with Lucian's Q3. So with the stay number 3 like this, the main threat is gonna be the blue Kali. So you need to kill her ASAP, because he gonna use Q2, which is ignore defense and can easily kill your monster like right away. So right now I'm just target and kill the blue Kali. And I'm not that worried about the Varad, because you know, like the monthly boss, so they not gonna boost the AI of the Varad that high, like TOA hell. So just let the Varad last and control him with Lauren and easy to kill. So with the stage over here, the last stage, you need to be a little bit careful. Just hit the mid boss with your main damage dealer, in this case gonna be Lucian and Crow, because every 13 attack when you hit the mid boss, he will hit you back and defend break, and also put the branding on your monster, the one that hit him on the 13th attack, and do a lot of damage. The trick of this first wave of the final boss is you need to control the left tower, because the left tower is gonna give the boss 50% attack bar, and it's gonna be really crucial. He got a lot of turn, and when you get into this shadow state like this, the thing is you need to have wheel when you get out of the shadow stage, because when you just get out of the shadow state, the boss gonna apply the infinite dot on your monster, which will not have wheel in this scenario. So I counted and I successfully finished the shadow wave with immunity on, so the boss cannot apply the infinite dot on my team. And once we get that done, we should be really good to go. Over here I'm kind of a bit miscalculated, because I let Lauren die, but doesn't mean that we're gonna lose, because Lauren die is gonna make this harder to finish. But if you don't want to do it again like me, because I'm lazy,
Just try to push it because you won't know if you're gonna win or not. With like, because you already have like two main damage dealer in your team, just one support down, so it's not gonna be a big deal. So over here, I kinda don't want to use skill 3 because I think there's still a way for me to knock down the boss in wave 3. Because wave 3, he not gonna use the eyes of things. The eyes, what is called like in the first turn. So I think I have really high chance over here to win. Even though I lost my crow, it's kinda really close over here about winning or not. But I still pulled it back with one friend and Lucian. Yeah, really, really close over here because the boss get out the defense break. So now my friend Vile and I decide to sacrifice my friend, and yeah, we want this one. Okay, so we finally beat the boss. I mean, we have four. Okay, so that was super close, but we are able to beat the boss. And right now I'm gonna tell you guys my ideas what rune you guys should pick based on your the stage of your account into the game. And yeah, let's pick it. Okay. So there is two runes when it comes to this dimensional boss this month. One is Rage and the other one is Nemesis. So if you don't have any Nemesis rune and your account is kind of like mid game, I would urge you guys to pick the Nemesis rune because into late game you need a lot of unit on Nemesis like Triana to tank the clip team in RTA, or Juno, or Tetra, or Molly if you have one. Maybe Diana to tank the clip team as well. So Nemesis is really good with that those unit. And if you have Ragdoll, yeah, go for it. So this is my thought on Nemesis rune. And if you guys play like kind of clip like me, you would choose like the Rage rune because attack logic is really hard to get. And I already got Nemesis Sato with speed. So this time I'm gonna go with Rage. Okay, that's it for my video today. Thank you guys for watching and I will see you guys in my next video onway. Bye! Ok, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như thường lệ là ngày hôm qua là iPod tháng nó mở đúng không? Thì hôm nay mình làm video hơi trễ anh chút. Nhưng mà nếu các bác thấy video này hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, thì đây là cái team mà mình xài trong cái iPod tháng lần này. Thì nó cũng giống iPod tháng của lần đầu tiên đó. iPod tháng đầu tiên thì những con free to play nhưng mà yêu cầu là phải max skill. Con grow không cần phải max skill cũng được. Thì đây mình sẽ cho các bác coi rune. Thì con Lucian của mình như mình đã nói thì không cần nhiều speed như vậy đâu. Lý do mình nhiều speed như vậy đó là tại mình đi arena, đi đánh arena luôn. Nên là cộng cỡ chừng 70 speed là được rồi. Lauren thì đi Vio thôi. Grow thì đi bộ nổ với bộ Will. Nếu các bác mà có khả năng mà để Will vào những con như thế này á thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Tại vì con boss nó hệ nước và cái tên đầu tiên nó đánh nó sẽ gắn dot vĩnh viễn lên người của những con pet của mình. Nếu mà không có Will á thì nó sẽ hơi khó đi một chút xíu. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu đánh nha. Vừa đánh mình sẽ giải thích cho các bác cách đánh như thế nào luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bác đánh như thế nào nha. À, mình quên có một điều là mình chưa nói với các bác. Thì là các bác phải dùng rune như thế nào. Có nghĩa là phải bỏ rune như thế nào cho con Lauren nó đi trước con Crow nha. Không thôi là sôi hỏng bỗng không là thua đó. Ở A1 này thì ưu tiên đánh vào hai con Lai Yeti trước. Tại vì là nó có nội tại rất là khó chịu. Sau đó đánh vào hai con Water Barbarakin. Và cuối cùng là đánh con Skogar.
Ải 2 thì chia đam đều ra, cái cách chia đam đều như thế nào thì đánh nhiều thì các bác sẽ học được thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ đánh con bên trái trước, tại vì con bên trái là phòng thủ, còn con ấy con bên trái là attack, còn con bên phải là phòng thủ. Sau đó thì cứ chia đam ra và canh nó cỡ chừng là một cái hiệu ứng xấu, các bác dùng cái ngón tay các bác giống lên, nếu mà một cái hiệu ứng xấu mà cái thanh máu nó nằm ở đâu đó thì đó, ở đây các bác thấy là một hiệu ứng xấu là thanh máu nó như vậy. Thì ở đây canh thì Lucian xài chiêu 3 là giết xong hai con thôi, nói chung là còn tập luyện một chút xíu. Qua ải thứ ba này thì nó sẽ hơi khó nhằn bởi vì có hai con Kali hệ nước, nó có chiêu 2 để nó bỏ qua phòng ngự đó, mà mỗi lần nó xài chiêu 2 là mình sẽ mất đi một con, nên nó sẽ là mình phải bắt buộc mình đánh lại đó, nên ưu tiên giết hai con Kali hệ nước trước. Sau đó thì mình sẽ dồn giết hai con Baretta, và con cuối cùng thì mình sẽ đánh con Varad. Lý do mình không có dồn vô con Varad đó, các bác thấy không, con Varad nó rất là ngu luôn á, nó không có giống như heo, toa heo, mà nó rất là khôn. Ở đây là con Varad nó rất là ngu, nên được cái là như vậy. Qua tới ải cuối cùng này thì nếu các bác như mình đã nói lần đầu tiên đó, thì lần đầu cái tên đầu tiên thì nó sẽ bỏ cái dot đầu lâu mà vĩnh viễn lên trên mình đó. Thì ở đây cái cách đánh thì lấy Lauren kiểm soát hai trụ mà ưu tiên trụ bên trái, tại vì trụ bên trái nó sẽ cho con boss 50% attack 3. Xong rồi lấy con đam chính của mình đánh vào con boss. Ở đây con đam chính của mình là con Crow với lại con Lucian. Thì các bác thấy là đó là lý do tại sao mà mình cho con Lauren nó phải đi trước con Crow đó. Tại vì nếu mà nó đi sau con Crow thì nó lại vô nghĩa, con Crow nó sẽ không ghi đam được và mình sẽ chờ mất một tên. Ở đây thì cứ trừ kiếm con boss thôi thì con boss nó sẽ không có đánh mình down đâu. Ở cái ải hút bóng này vào thì nếu mà nó hút mình vào đó, nếu mà mình có cái dot vĩnh viễn thì ở trong cái ải này thì mình phải ráng giải cái boss vĩnh viễn với con Frank. Yêu cầu cái ải này thì phải giết được hai con bóng trong vòng 20 tên. Và khi mà các bác thoát khỏi cái ải vĩnh viễn này, canh làm sao nha, mình phải có immunity trên đầu. Không có immunity trên đầu là nó sẽ gắn cái dot vĩnh viễn lên đầu mình, là sẽ rất là khó nhận và rất là khó chơi luôn đó. Ok, thì ở đây nó không gắn được lên nè. Ở đây thì mình sẽ trừ kiếm nó lại thôi. Lucian xài chiêu 3 và lấy con Frank trừ giáp và để debuff lên đầu để con Crow nó đánh chiêu 3 vào thì nó sẽ nút con boss. Nút có nghĩa là đánh cực đau con boss đó. Thì ở đây thì ok, tiếp tục. Ở đây thì mình tính hơi sai một chút, bởi vì là mình quên là mình mỗi lần 13 lượt mình đánh là con boss nó sẽ phản đòn với cái trừ giáp với lại cái branding, cái khắc dấu đánh rất là đau. Nhưng mà mình vẫn muốn thử coi có thắng được hay không nếu mà chỉ với có 4 con. Thì ở đây vào hút bóng lần nữa thì mình búp lên thôi, tại vì ở đó là mình gọi là máu thấp rồi đó, nên búp lên cũng không có gì lạ. Thì ở đây mình đang phân vân là có nên xài chiêu 3 của con Crow hay không để giữ immunity, hoặc là không cần immunity để mà ra ngoài con boss nó sẽ không có xài dot vĩnh viễn. Nhưng mà mình quên là cái con boss ở cái tầng thứ ba, cái lượt thứ ba này á, nó sẽ không xài cái dot vĩnh viễn của mình ở cái lượt đầu tiên mình nó đánh, mà nó sẽ xài cái hút bóng, có nghĩa là hai tên á, mình phải giết con boss trong vòng hai tên không thôi mình sẽ mất một con. Thì nó không cần thiết là cần immunity ra. Ở đây thì nói chung là dồn hết vào con boss thôi. Dồn hết vào con boss xong rồi sẽ xài chiêu 3 của Lucian. Ở đây thì hơi bị phiêu lưu một chút xíu, là tại vì là mình không biết mình thắng hay thua, nhưng mà con Frank mình nó vai ô nhiều với lại con Lucian mình nó đam cao đó, nên là ok thắng luôn. Thì nó hơi khó một chút xíu nên cần các bác tập luyện. Ok. Ok, thì sau khi mà đã đánh xong con boss mà chỉ còn có hai con, nói chung là nó cũng hơi đau tim nhỉ. Ok, thì mình sẽ tư vấn anh em cách chọn rune. Thì có hai viên mà mình thấy là ok, một viên là Nemesis, còn viên còn lại là Ray, là nổ. Thì nếu anh em chơi YOLO clip mà chưa có, mà rune mấy con tăng á, mà chưa có nhiều đó, thì mình khuyên là nên lấy viên Rage. Nhưng mà Rage thì lại không xài được cho những con như là
chơi team YOLO ở ATA. Tại vì một, nếu mà chơi team YOLO ở ATA thì chơi bộ chữ A hoặc là chơi bộ thần tốc, chơi bộ Squid là mình thấy nhiều. Còn nếu mà bộ Ray thì có thể là build cho con Lucian mà không speed á, speed thấp thì anh em chưa có Lucian đi chậm thì lấy viên Ray. Còn lại thì cứ dồn vào lấy Nemesis thôi. Mình nghĩ lần này thì mình sẽ lấy viên rune Nemesis, bởi vì là mình chơi cá nước hơi bị nhiều. Chơi cá nước nè, chơi cá lai, mình không có cá lai. Ragdoll cũng xài được viên này, nhưng mà speed lock số 2 thì không cần thiết lắm. Braha nè, Braha bây giờ cũng rất là nổi, Triana cũng rất là nổi luôn. Viên rune Nemesis đó, nào mà nếu mà dành cho bạn nào mà đầu tư vào chơi late game á, mà muốn chơi về lâu và dài thì mình thấy là khuyên nên lấy viên rune Nemesis nha. Tại vì chống YOLO cũng rất là ổn, Triana chống YOLO rất là ổn, có resistance, có dep, có HP, có attack nữa, rất là ổn luôn. Đến đây mình sẽ lấy rune Nemesis nha. Ok, sau khi lấy rune Nemesis coin, nó sẽ cho mình thêm là cái gì đây? Dep 12%. Giờ hồi nãy mình lấy viên kia mới đúng bài nhỉ. Quick Ray với lại Play, nói chung là cũng ổn, không có gì đáng phải nói lắm. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Mình không đủ mana để mình up rune, nên hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai nha. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nha. Bye bye.